Chào tất cả mọi người nhá. Hiện tại mình đang ở chợ Riềng, chợ dưới Nam Giang. Đấy. 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 Như các bạn biết là hàng năm vào đêm mùng 7 giờ sáng mùng 8. Đấy. Hôm nay mình đang đi vào chiều mùng 7. Đấy. Đây, chợ dưới Nam Giang thì là cây là chủ yếu với mọi người. Đấy. Còn chợ Riềng ở trên Phủ Giày nữa. Đấy. Năm ngoái thì là do tình hình dịch bệnh nên là mình lại xuống hôm sáng mùng 8 nên là không còn ai cả. Năm nay thì mình rút kinh nghiệm mình đi sớm. Như bằng gỗ, bằng nhựa, bằng tính phù hợp cho việc học online tại nhà. 35.000 một cái 35.000. Ôi, hôm nay vắng quá. Kiếm gì cô? Vàng lưỡi nhỏ phát ra. Vàng lưỡi nhỏ phát ra. Thế còn đây à? Đai châu hồ điệp. Vì không được họp chợ đây, các bạn nhìn biển này,
Đấy, không được họp chợ nên là những cái này chỉ là tự phát thôi mọi người. Đấy, thì chắc tôi nghĩ là chắc ngày mai nó lại chỗ này là chính quyền họ sẽ dẹp hết rồi. Vắng. Khả năng tẹn nữa ra ngoài đường thì sẽ vui hơn. Trong này thì sẽ không có cây nha mọi người. Mình thì mình đi chợ Nam Giang là mình thích cây hơn. Cây, mua cây thì nhìn nó thích hơn. Tất nhiên là mỗi người một sở thích mọi người. Chanh đào. Đâu có cái này à? Cây à, có mấy loại à? Đấy, cái cây này bao nhiêu? 100 ạ. 100 đắt thế, cái này nó làm cây giống. Không. Cái này là cây phấn chứ ạ? Nói về là cây to đùng không bà mà xoài. Nói về là bát diện. Sáng nay là cây to đùng không bà mà xoài. Đây, hoa đây. Cái này trà gì đấy ạ? Là phấn đi, phấn. Phấn nhụy à? Phấn nhụy này. Bát nhụy. 500.000 hả bà? 50 à? 500.000. Hơi bé tí. Cá này bán cái to rồi. Đó. Cá này bán cái to rồi. Ai không được cây ông ơi. Này bao nhiêu bán đây ông nhỉ? Giao dịch đã thành công. Đấy, giao dịch thành công. Này 50.000 cho cái cung đình đấy. Cái này không phải hoa gắn đâu. Hoa gắn đúng không? Ờ. Ừ. Nguyên bản luôn. Hay là bị cắm. Ôi trong này nhiều đồ cổ lắm mọi người. À mà không biết về đồ cổ không, nói chung đồ đồng này. Cái vấn đề này thì mình chịu thôi. Đồ đồng. Cũ. Nói chung là cái món đồ đồng đồ cũ ấy nó không hợp gu với mình. Quanh quanh cái hồ này sẽ nhiều cây hơn. Đấy. Hồ Điệp. Sen lá. Lai Châu. Rẻ hơn tí nữa em vừa mang xuống mà. Diễn Lan này tên gì đấy bác? Em ơi, cái đấy là quốc sắc thiên hương em ạ. Thiên hương hay là vô hương ạ? À? Cửa thiên, thiên hương. Cháu chả ngửi thấy mùi gì. Quốc sắc kia. Cây này 350.
Điện Lát này là gì đấy ạ? Cái là Hoàng Kim Bảo. Hoàng Kim Bảo. Cái này thì bao nhiêu một bịch ạ? Cái 250 một cái. 250 một bịch ạ. Mà thân là xấu ấy nhỉ. Hoa vàng đấy. Đây là hoa đây, ưng cực. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Tất cả Hoàng Kim Bảo hết hả ông? Kim Bảo hết. Con thì cái gốc nó to như thế anh ơi. Gốc không ăn thửa, gốc toàn gốc chẳng ba kìa. Hoàng Kim Bảo. Cái này bao nhiêu rồi? 250. Quanh quanh cái hồ này sẽ nhiều cây hơn nhé mọi người. Năm nay nhà mình đi đông, năm nay nhà mình 4 người cơ. Ông này, bác này, bố mình, chú mình nữa. Nói chung đi này phải đông mới vui. Chà, những cây rất là đẹp mọi người. Hoa giấy. Cái mập. Quan khiếc đồ này. Thực sự là mấy cái chợ xuân của chúng mình rất là nhiều tranh mọi người. Tranh. Wow. Hồng này thì chắc là hồng ghép thôi. Nhìn này là biết hồng ghép. Năm ngoái mình xuống muộn, thành ra là chính quyền người ta dẹp hết rồi. Đấy, hôm nay mình đi sớm một chiều trước thì có thể gửi đến cho các bạn. Đấy, những đấy về chợ bia. Cháu thấy khả năng ở ngoài đường nó vui hơn. Vâng. Lượng người đổ về mình thấy nó cũng khá đông. Và nhìn thấy tít đầu kia. Dưới này là cuối rồi. Đa phần là trên kia rồi. Chỗ cái phủ chính kìa. Mày quay thì mày phải nói thì thấy biết. Quay thì thắc. Có nhạc đây là cháu cắt hết tiếng mà không? Vâng. Hiện tại mình đang vào cái ngách mà đối diện với cả cái hồ nha mọi người. Ngách này mình thấy khá là sầm uất đây. Cung cây ở trong cái khe này. Đấy. Bạn thấy không? Đấy. Mọc. Ôi, vào trong này thấy cực kỳ không khí chợ Tết luôn nha mọi người. Trong này có vẻ rất là nhiều cây. Thịt bò nha mọi người. Dùng. Bonsai sung thì năm nào mình thấy có sung túc mà. À, địa lan đây đúng món của tôi rồi. Lên anh ạ, cái loại này lên mà anh. Cái này là cục vé. Này ngồng này là bó khỏe luôn. Anh nhìn làm dễ lắm rồi. Cái này em chú đang tập thôi. Đây là nam bắn dễ làm rồi. Ra từ hồi thứ 11 là cũng được xuống cân đi. Đấy vẻ ghét nhưng bây giờ đầu năm không có hàng đẹp rồi. Có mỗi phần này đây. Đây. Nào, nào thôi. Dạ, vâng ạ. Bao nhiêu cân? 5 cân rưỡi ạ. Hôm nay mới bác ơi.
kênh không chú? Chú có. Cái kênh chú là gì? Trên cú, kênh chú là Thủy Sâu Giang. Thì á? Thủy Sâu Giang. À, đây, hoa hồng này. Hồng, xem nào. Hồng gì nhỉ? Hình như là cây bạch, đây là cây bạch xếp thì phải. Đây. Đấy. Và trong cái ngõ này đây là đúng chợ này mọi người. Đây. Mạc Biên này, Mạc Biên, Tàu. Biên. Cái này là gì đấy cô? Hoàng Bảo Ngọc ấy ạ. Hoàng Bảo Ngọc hay là hàng Hoàng Kim Bảo? Hoàng Bảo Ngọc. Hoàng Bảo Ngọc à? Cái này có đắt hơn không ạ? Quá thơm luôn, nó thơm nó đẹp. Còn cái này là Mạc Biên ạ? Mạc Biên này thì bao nhiêu một bịch ạ? Biên 300. 300 bịch ạ. Chắc khoảng chục thân nhỉ cô nhỉ? Ôi. Sơn Thủy Tiên này à? Đá nhỉ? Mọi người thấy không? Đá chưa? Còn nữa mọi người, bưởi 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 chai hồng xiêm đây đây mọi người đây. Ui mà này vui hơn đấy. Ui mọi người nhìn này đấy, chỗ này hết tất cả chỗ này rất là nhiều nhá. Đây là cái cây giống. Ồ. Cả một đoạn dài này luôn. Đấy. Có vẻ công an họ đang đi họ dẹp kìa. Tôi thấy có bóng dáng công an à, cảnh sát giao thông kìa. Chợ đầu năm xuân thì ôi dâu. Rất là nhiều luôn nha mọi người. Chợ Viếng Nam Giang. Chợ này dưới Nam Giang chợ này thì nhiều cây cảnh. Đây các phôi này. Chợ này thì nhiều cây cảnh. Đấy. Còn anh em đi Phủ Dày thì chợ Viếng ở chỗ nó mở chỗ sân bóng đá. Sao là mấy năm nay là họ sẽ không tổ chức đâu. Đấy. Đấy. Đấy toàn cây cảnh thôi. Chợ năm nay lại không có địa nhỉ.
là hết rồi. Nhót. Châu. Cát này hoa màu gì đấy chị? Cát này hoa màu gì đấy ạ? À? Tím. Cáo. Sơn thủy thiên. Núp này. Cây xấu á. Tôi sẽ trở lại à, đang đường chính nhá. Đi chợ việc phải mua vật lấy may cho mọi người đây. Mình đã mua cái này 20.000. Đấy. Mua lấy may cho mọi người. Đấy. Mình đã rời chợ và bây giờ mình đang trên đường đi về nhá. Đấy, trên đường đi về có một đoạn khá là đẹp. Kiếm rồi. Điện lan gì đấy cô? Bông này. Điện lan này á? Điện lan này, điện lan này đi. Nhưng tên gì đấy ạ? Kiếm ạ. Đây cơ mà. Đây là điện lan. Lan kiếm. Cây này là điện lan. Điện lan. Lộc Vân nhé, Lộc Vân đấy. Kiếm hôm nay ra đường rất là nhiều. Wow. Anh cứ nói cho Hoàng Thanh Tiên là người ta biết rồi, giờ nó phải tầm 25-30 kiếm rất là nhiều. Chống gì anh ơi? Thằng này bây giờ em nói thật là em thổ số. Bây giờ mà cần ngồng hoa như này em còn chưa đoán được hoa. Em cũng là người chơi. Nhưng mà mình phải chờ vì đúng như của ta là lúc vào cái thời điểm tháng 4 tháng 5. Nếu hoa. Và ông cụ cũng chơi, chỉ biết hoa màu vàng xanh, còn tốt. Không biết là hoa gì mà vàng tốt thì nó nhiều. Địa thì nó 100 rồi. Thế nên mình có bây giờ toàn. Nó có lượng người mà em cũng có bán được lối đây. Đại thanh. Cái này á, cái này bây giờ em bán được khoảng 1.2 triệu. Đây là mầm, đây là anh nhìn thấy mầm trắng ngang. Mầm trắng ngang. Chỗ này cũng khá là nhiều cây nha mọi người. Đấy. Cái mầm. Tận dưới kia nha mọi người. Chỗ này cũng phải tầm nửa cây đấy. Nửa km hả? Ăn kiếm rồi. Ăn kiếm này cứ như hàng xổ số ấy. Đây. Như giống hàng xổ số đúng không? Không, cũng trồng ít thôi. Nói chung mình cũng phải là vườn lớn. Hẹn gặp mọi người vào năm sau nhé. Mình sẽ kết thúc chuyến đi chợ Viềng Nam Giang ở đây.